Toa GS5 thuộc phân khu The Miami bàn giao nguyên vật liệu và trang thiết bị ra sao? Hôm nay hãy cùng Vượng Len tìm hiểu xem là thiết bị bàn giao của tòa GS5 thì có khác gì hơn so với các tòa và các khu khác hay không. Trên màn hình chính là nguyên vật liệu và trang thiết bị bàn giao của tòa GS5. Đầu tiên về phần sàn thì phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ và phần bếp thì sẽ sử dụng là gỗ công nghiệp. Phòng tắm lớn, phòng tắm nhỏ thì sẽ sử dụng là gạch ceramic. Còn riêng ban công sử dụng là gạch ceramic chống trơn. Về phần sàn này thì chúng ta sẽ thấy là bàn giao sẽ giống với giữa phân khu The Sakura hay là tòa GS1. Tiếp theo là phần tường thì phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, lối đi thì sẽ sử dụng là sơn nước 2 lớp. Còn phòng tắm lớn, phòng tắm nhỏ sử dụng là gạch ceramic. Vật liệu tường sử dụng tấm tường panel Acotech hoặc là tường bê tông hoặc là tường xây gạch tùy theo thiết kế. Về phần trần thì phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, phòng bếp, phòng tắm thì đều sử dụng là trần thạch cao sơn nước. Về phần cửa đi và cửa sổ thì cửa sổ và cửa lô ra sử dụng là kính an toàn, khung nhôm sơn tính điện. Còn cửa đi chính thì sẽ sử dụng là cửa gỗ công nghiệp chống cháy. Cửa ngăn phòng và cửa phòng vệ sinh thì sẽ sử dụng cửa gỗ công nghiệp. Anh chị lưu ý là chỉ riêng cửa đi chính là chúng ta sử dụng cửa gỗ công nghiệp chống cháy. Còn khóa cửa đi chính thì chúng ta sẽ sử dụng là khóa cao cấp của một trong các thương hiệu Audi, Edmund, Apple nhập khẩu hoặc là tương đương. Phụ kiện cửa như là khóa cửa và chốt cửa thì chủ đầu tư sẽ bàn giao hoàn chỉnh và đồng bộ. Về cửa đi và cửa sổ này thì chúng ta sẽ thấy rằng là bàn giao tương tự đối phân khu The Sakura. Tiếp theo là về phần bếp, có được trang bị bộ lọc nước uống tại vòi cho khu bếp của hãng Canopy hoặc là tương đương. Về hạng mục này thì chỉ có tòa GS5, GS6, còn các khu Sapphire trước đó là chưa có. Tiếp theo là phòng tắm lớn thì chúng ta sẽ bàn giao chậu rửa, bồn cầu, vách kính tắm đứng, chen tắm nóng lạnh và các phụ kiện khác như là móc treo khăn, tô giấy và phễu thu sàn. Phòng tắm nhỏ thì cũng sẽ bàn giao tương tự như phòng tắm lớn. Cái thương hiệu bàn giao của chậu rửa, bồn cầu hay là sen tắm nóng lạnh chúng ta sẽ thấy là bàn giao của một trong các thương hiệu American Standard, Toto hoặc là tương đương. Cái phần này thì tương tự như các khu Sapphire trước đó rồi. Tiếp theo là hệ thống nước nóng thì có bàn giao bình nước nóng cục bộ của hãng Ferrari hoặc là tương đương. Phần này thì có được bàn giao thêm hơn so với các khu Sapphire trước đó. Còn về phòng ngủ lớn thì có được bàn giao tủ tường. Phần này thì cũng mới được thêm so với các khu Sapphire trước đó. Về thiết bị điện thì có bàn giao các ổ cắm, công tắc điện và thiết bị Smart Home. Tiếp theo là có được trang bị hệ thống intercom kết nối với xuống tầng 1 và tầng hầm. Đối với anh chị nào mà đã sử dụng ở các khu Sapphire hay là cả Ruby như giờ Tonkin đã sử dụng rồi thì chúng ta sẽ thấy rất là tiện. Chúng ta không cần phải xuống tầng 1 hay là tầng hầm để đón bạn bè hay người thân tới chơi. Tòa GS5 thì cũng bàn giao điều hòa multi hai chiều treo tường. Riêng đối với các căn studio đã sử dụng điều hòa cục bộ hai chiều treo tường của hãng Midea. Như vậy là phần nguyên vật liệu, trang thiết bị bàn giao của tòa GS5 tương tự như các khu Sapphire cộng trước đó và chỉ khác một vài các hạng mục thôi. Với việc bàn giao với các đồ liền tường cơ bản như này sẽ giúp cho anh chị khi mà mua căn hộ ở tòa GS5 ta có thể là tự thiết kế setup cho mình đối với phòng bếp như là phòng ngủ theo cái màu sắc, chiều cao, cái chất lượng theo tiêu chuẩn của mình. Đây cũng là một điểm cộng. Còn thì nếu mà các khu cao cấp thì chúng ta sẽ thấy là rất thường là bàn giao khu bếp là khá là đầy đủ. Như vậy thì cũng sẽ có những nhược điểm là chúng ta nếu mà có thay đổi ta sẽ phải mất công phá đi rất là lãng phí. Và cái giá căn hộ đã được cộng thêm những cái phần thiết bị đó rồi, nên là bỏ đi thì tiếc mà dùng thì lại không thích. Còn anh chị đánh giá sao về các hạng mục bàn giao của tòa GS5? Để lại bình luận ở phía bên dưới. Bên trên là video giới thiệu về các hạng mục bàn giao của tòa GS5, hy vọng là sẽ hữu ích với anh chị. Anh chị nào mà cần tư vấn hay là giao dịch mua bán thì có thể liên hệ trực tiếp tới Vượng qua số hotline 0936 848 555. Video cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các video sau.